Nếu thương người xin đừng có nói ra mà tội nghiệp cho em của người ta. Mượn một đoạn của nửa đời hương phấn gửi tới ca sĩ Mạnh Quỳnh và tất cả những nghệ sĩ tham gia show đám ma Phi Nhung của Thủy Nga. Triết lý của quý vị là, bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa, nhưng lại nói những thứ không nên nói. Mạnh Quỳnh nói xong câu này về nhà phải rai rứt vì vô tình làm nghiệp bạn mình lại thêm một nấc. Nó không khiến người chết sẽ êm đềm ra đi. Không hiểu vì sao mà nam ca sĩ Mạnh Quỳnh dám nói câu này. Quý vị thấy, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo một chiếc nhẫn hột xoàng, một sợi dây chuyền vàng hay một cái đồng hồ hàng hiệu. Nếu ai nói, suy nghĩ Phi Nhung làm một điều gì đó trục lợi cho bản thân thì quý vị nên vào chùa, nhà thờ sám hối. Để quý vị tự nhận xét về bản thân mình đi trước khi bình phẩm một người nào đó, nhất là với người như ca sĩ Phi Nhung. Nghe không có cảm tình, rủa xả luôn, mì dân luôn, từ trẹt vàng lên mặt, từ cho mình là thanh cao và ban hỗn từ cho chúng sanh luôn. Hình như phe nhóm đó không muốn hạ nhiệt, họ quyệt vượt vạc chục liêm sỉ cuối cùng để họ phải thắng, dù thắng bằng những thứ huyễn hoặc điêu ngoa. Thấy báo chí đưa đoạn này lên, coi xong cảm thấy xót xa cho Phi Nhung, quả thiệt là thương cô vô bờ bến. Cô có những người bạn không khôn, những người mà quả thiệt chơi quả uổng. Họ lấy cái chết của cô, cái đám của cô làm một xô để tự đẩy họ lên. Nga ngữ anh có câu hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào. Nếu Mạnh Quỳnh là người có đi hạt chỉ cần nói có nhiều người hoài nghi Phi Nhung, nhưng tôi hy vọng từ từ sau này thời gian sẽ cho quý vị thấu hiểu, cảm thông và thương cô nhiều hơn. Thì lại lên lớp dạy đạo đức người khác, kiểu chùa, nhà thờ và sám hối. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Sống mệt trừ khi chết là quang hệt gánh nặng của đời, nhẹ nhàng và êm ái nhất thời. Sướng không gì bằng, ai có khen có chửi cũng nào có nghe được, bỏ hệt ngoài tâm thức rồi. Chết có hệt không? Không đâu, cọp chết để da người ta chết để tiếng. Và người ta chết cũng không công bằng. Dân bình dân ngạn gòn chết rồi, người Nam Kỳ bình dân có hàng chục chữ nói về chết, đó là ngủm củ tỏi rồi, đi bán muối rồi. Một ông vua băng hà, dân thường ngủm, một ông sư tăng thống viên tịch và một ông công nhân đứt bóng, chữ khác nhau. Quý vị tu lại nói nhiều, thậm chí phủ nhận Phi Nhung chết vì Covid để làm gì? Để thanh cao hơn sao? Hai lần âm tính thì sao? Nhiễm Covid rồi bị bảo Kito Kine tấn công suy kiệt mà chết. Hàng vạn người miền Nam cũng vậy, phủ nhận Phi Nhung làm gì? Để khác người, thanh cao hơn hả? Ai cũng có lỗi. Phi Nhung sống làm việc chắc chắn lầm nên cổ phải trả giá. Đó là quy luật. Cố gắng tô vẽ một hình ảnh không tì vết, thánh thiện trạng trơn như Phật, như tiên sao mà đằng. Anh Mạnh Quỳnh ơi, nếu mà bước chân vô chùa, nhà thờ là thánh thiện hết thì anh coi thường Phật với Đức Chúa quá xả rồi. Anh thể hiện trình độ văn hóa của anh cũng có vấn đề. Anh đơn giản quá, anh không khôn hơn người khác đâu, anh cũng chưa chết. Thành ra anh biết gì sám hối mà anh dạy đời thiên hạ. Hình như mấy năm nay giới xướng ca họ có cảm giác họ lên trời, thành ra họ là cha mẹ thiên hạ, lúc nào cũng xoa đầu, sẵn sàng ra huấn từ dạy dỗ khán giả. Nghệ sĩ áp đặt món ăn cho khán giả, chỉ khán giả cách sống, dạy đạo đức khán giả, nhờ mấy tháng trước giảm tuyên bố khán giả không có tư cách nuôi dưỡng nghệ sĩ. Có câu thầy già, con hạt trẻ. Những nghệ sĩ già trong lịch sử 100 năm cải lương Nam Kỳ, nhìn qua ngõ lại chưa có vì nào giảm lên lớp dạy đời khán giả và xã hội. Họ chỉ dạy trong giờ của họ. Ông Nam Châu trong sân khấu về khuya giảng MR, nhưng đó là lời dạy dỗ giới sân khấu của ông. Ông không giảm dạy khán giả. Nghệ sĩ chỉ dạy nghệ sĩ, người nghệ sĩ giữ đạo hát, đạo đức của mình, không bao giờ giảm được qua giới hạn. Tôi đọc những cuốn hồi ký của bà Bảy Nam, của cô Kim Cương, chứ thấy dòng chữ nào giảm dạy đời khán giả, dạy đời xã hội. Những năm gần đây giới nghệ sĩ miền Nam loạn xạ, phá nát hết những quy tắc của nghề và đạo đức. Tiếc thay những năm gần đây người nghệ sĩ thì ít mà khi được nghệ sĩ thì mênh mông. Nghệ sĩ không phải ca hay, diễn giỏi mà làm trò thuần thục, họ làm trò như một con khỉ đục làm xiếc. Nghệ sĩ đạo đức giả, nghệ sĩ mạnh mông, phe phải, nghệ sĩ chửi khán giả, dẫn bày đàn xông vô nhà thiểu điều ăn gan khán giả. Rồi nghệ sĩ vừa hơi chánh quyền, vừa hơi tuyên giáo,
dựa hơi truyền thông làm mưa làm gió không coi ai ra gì. Tưởng nghệ sĩ trong nước không biết điều thì nghệ sĩ hải ngoài bên Âu, Mỹ phải biết điều vì tiến bộ. Ai dè hải ngoài cũng mafia, cũng bày đàn, cũng bắt tay làm đủ mọi trò. Nghe mà, khóc giỏi lắm, nhiều khi đời thực như sàn diễn, họ không giới hạn được mắm muối. Nếu nghệ sĩ bớt đạo đức giả, công chúng sẽ thương yêu nhiều hơn. Nếu nghệ sĩ đi ngược lại khán giả thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Nói cái này nhiều bạn sẽ nói quá lạc hậu. Người nam kỳ xưa kêu đào kép là thằng là con, nghệ sĩ kêu con thằng hết là vì lý do gì? Vì cái tánh khí thức đã thằng con thì cha mẹ là khán giả sẽ đánh đòn khi con hư. Mà không riêng An Nam, dân Mỹ cũng vậy. Những người làm nghề giải trí mà dài đời, làm cha mẹ khán giả sẽ biết hậu quả liền. Khi có chuyện gì uống sùm thì nghệ sĩ có trách nhiệm chứng minh, làm rõ lòng dạ mình ra cho công chúng thông cảm và hiểu. Còn dài đời, lên lớp, rủa xả là điều cấm kỵ. Như vụ Phi Nhung, tại sao tới nước này rồi mà ekip của cô vẫn không dám họp báo công khai, giải quyết tiền bạc công khai với Hồ Văn Cường? Tới nước này rồi không thể nói Phi Nhung vô tư, thánh thiện là xong. Tổ chức họp báo công khai, đem tiền bạc ra tỉnh trước mặt thằng Cường, trước truyền thông, trước khán giả một lần cho xong. Không làm, vẫn lòng vòng, dùng truyền thông bọt miệng xã hội đó là chuyện gia đình. Rồi trợ lý Phi Nhung cử lên Facebook chửi thả chửi gì kiểu mấy người chui gầm giường nhà người khác. Với Cường, Phi Nhung không có hợp đồng, với các con không hề có giấy tờ gì để khẳng định là con nuôi. Đây là điều lý giải vì sao ekip này chưa bao giờ dám họp báo công khai. Khẳng định là phía Phi Nhung không dám. Đã không rõ ràng thì trách sao thiên hạ xâm xì. Thân dài một tấc bẩn áo trêu xa, sống thì không la, chết la như quả. Tình thương gì ở đây? Vụ đám tang chỉ tài, khi phe phải giằng mặt, việc trương thanh thế, khoe quyền lực và hậu quả là vài trừ đã bị lành nghiệp vẫn chưa làm giới nghệ sĩ biệt ngán. Đám tang Phi Nhung tiếp tục vớt vạc quyền lực ảo. Họ đâu có biết khán giả quá mệt với những quyền lực của họ giăng ra và cái thời của họ cũng đã không còn. Đừng lôi Phương Hằng ra, đừng ám chỉ những khán giả hoài nghi Phi Nhung là bầy đàn của bà Hằng. Nói vậy càng ngu, coi thường dân trí khán giả Việt Nam lắm đó. Bà Hằng có mục đích của riêng bà, khán giả có mục đích của khán giả, hai bên không dính dáng gì nhau. Ngày mai Phương Hằng có biến mất hay có xí lắc lẻo cũng không ảnh hưởng gì tâm trạng của khán giả Việt Nam. Cuộc chiến này không dừng lại, chừng nào sang diễn phải trở về đúng vị trí của nó. Nhớ Hồ Biểu Chánh nói, trong khoảng 1/4 thế kỷ ấy, cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết. Có kẻ hèn lại trở nên sang, mà cũng có người giàu hóa ra nghèo. Có kẻ hiền lương lại chết mất, còn có người hung bạo vẫn sống hoài. Những người như nhạc sĩ Lam Phương, cô Thái Thanh, cô Lệ Thu khi qua đời, đám tang nhẹ nhàng, mọi thứ trang trọng, công chúng tuyệt nhiên nín re cầu chúc cho họ về chốn thanh bình, thương nhiều đến đồ ngủ cùng cầu chúc. Nhưng chị Tài và Phi Nhung thì lại sùm, phe phải khóc bù lu bù loa, quỳ lên mọp xuống giữa đường, tự cho mình quyền minh ngoan, trả sự trong sạch cho Phi Nhung nhưng nhìn giả giả. Vì sao? Vì nhạc sĩ Lam Phương, cô Thái Thanh, cô Lệ Thu không có bè phái, họ là nghệ sĩ công chúng, nhưng chị Tài và Phi Nhung lại có màu phe này phe nọ. Khán giả thấy là như vậy. Phe của Phi Nhung không chỉ là showbiz đâu, còn có phe chùa chiền nữa, nhất là phe chùa trong nước. Khán giả đặt câu hỏi với Trung tâm Thủy Nga, rằng Thầy giáo Hồi Phật giáo Việt Nam có tặng Phi Nhung cái bảng tuyên dương công đức cha bá, sao không thể trưng lên bàn thờ ở chùa Huệ Quang vậy? Sạch hay không sạch không do phe phải showbiz quyết định. Cuộc đời của chúng ta nhìn nó giống như một chuyến xe vậy, có cái cảnh loi nhoi trên xe là người lên kẻ xuống. Lắm lúc đi xe đường dài ngồi bên một người khách mời quen nói chuyện hạp nhau dữ lắm, nhưng rồi tới sự nào đó người ta bước xuống còn mình ở trên xe. Tôi nói đời như xe là có dùng ý, đời người tưởng là dài, đè bàng lắm mà kẻ thù cũng không ít. Nhưng một ngày nào đó chúng ta ngỡ ngàng vì một vài hành khách mà chúng ta gọi là bạn hoặc kẻ thù đó biến mất hoàn toàn. Họ biến mất nhanh lẹ bỏ lại ta ngồi một mình trơ trùi để nao lòng. Chẳng ai để ý tới ai, chẳng ai để ý tới nhau. Chẳng làm sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau rồi, xa nhau. Hầu như ai cũng có một vai tuồng trong cuộc đời, đủ thử vai mà đôi khi bạn không để ý đó thôi.
thử ngồi ngẫm lại coi bạn đang có vai gì. Một tuồng hạt dầu có chảy rạp, đông khách cửa nào rồi cũng có ngày dân chúng chán chê, cô đào, anh kẹp cũng sẽ hết vai. Họ phải bước ra sau sân khấu nhường lại cho người khác. Đâu ai ôm khư khư cái sàng hoài trong cả thời gian dài. Cái sự tàn phai dòng ca, nhan sắc rồi thì hiểu ngoài thị trường thay đổi, đi đào thải là không tránh khỏi. Người trong cuộc than trời than đất vì không ai muốn bỏ sàng nhường cho kẻ khác cả. Nhưng thời thế, khán giả sẽ buộc người nghệ sĩ phải rời xa sàn diễn, rồi tuổi già nữa. Cái gánh nặng tâm tư này không mang nữa rồi Nguyễn Ngọc Tư. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng rủ sạch sầu thương. Người vào cởi áo lau son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoàn trường. Một tuồng hạt trên sân khấu, khi khán giả tỏ ra không còn hứng thú thì trò chơi không thể tiếp diễn được. Phải thay vai, thay luôn thầy tuồng, rồi người xong trước nhất. Tay mình chùi mặt mình, cho nên làm người phải biết mình đang ở vị trí nào. Bạn có thể a dua, có thể tri trét, làm đủ thứ trò che mắt thế gian, nhưng hãy nhớ câu được chim bẻ nã, được cả quăng. Khi đã lên đỉnh cao, càng leo cao càng thận trọng, phải nẹp mình sát đất vì có câu thình cực tất suy. Nói như anh Mạnh Quỳnh là ấu trĩ quá. Công chúng chỉ tin cái người ta muốn tin, không phải anh nói thì người ta tin đâu. Đâu là người không đeo hột xoàng là nó nghèo và nó thiền luôn. Bạn bè tốt là phải biết góp ít khi nó bậy, nó tè le, nói thẳng, nói đúng vô bản mặt nó. Bạn bè chi mà lúc nó khùng không nói đời, lúc nó chết khóc sùm làm màu mè lên làm gì. Sống lâu mà không hề biết quy luật của đào và đời thì trách ai bây giờ. Vì họ quá tự tin, họ quá chủ quan hoặc họ muốn như vậy. Đừng nghĩ thiên hà phải xoay chung quanh mình. Thử vắng mặt, vắng luôn đi coi xã hội này có tắc lìm đi hay không. Vắng mờ thì chờ vẫn đông, mờ đi lấy chồng thì chờ vẫn vui. Coi hệ cái sô đám tang của Thủy Nga từ dưng thương cho ca sĩ Phi Nhung quá. Thương vì trước khi chị nằm xuống đã không khéo giải quyết cái nghiệp gì của mình. Thương vì chị nằm xuống lại đùng đảm bàn thích diễn, lấy cái bàn thờ của chị làm sàn diễn công khai để đánh bóng cho danh tiếng đã lu mờ của họ. Đây là những lời góp ý chân thành với một số nghệ sĩ. Hãy từ hạ mình xuống để được đẩy lên. Ai từ đẩy mình lên sẽ bị thiên hạ đè xuống.